Kiều Lắc Pro của Vivimilk, vị ngon bé nào cũng thích. Mà khi hai ba con mà cất cái tiếng hát đầu tiên lên, thật sự là Nhật Tinh Anh là nổi hết cả da gà. Mình nhìn thấy nó trang chứa một cái tình cảm của một người cha dành cho con của mình. Tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Gia đình Song Ca, một sân chơi âm nhạc dành riêng cho những gia đình đam mê ca hát. Trong mỗi một tập phát sóng thì chúng ta sẽ được làm quen với 5 cặp đôi người chơi. Họ phải là những thành viên trong cùng một gia đình. Còn bây giờ, không phải chờ đợi thêm gì nữa, chúng ta sẽ phải chào đón những nhân vật rất quan trọng của Gia đình Song Ca. Chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo nghệ sĩ Đại Nghĩa. Chào đón giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Còn bây giờ chúng ta phải chào đón những vị giám khảo khách mời của chương trình Gia đình Song Ca. Và thưa quý vị, hôm nay sẽ là hai nhân vật rất đặc biệt. Họ là một trong những đôi song ca đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng chào đón đôi song ca Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. Không còn người yêu ơi, ngày xưa anh đôi ta bên nhau không dài, ngồi trên cánh nhìn biển đêm hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót xa đôi ta bao chia lìa, đời giống bao nhiều đắng cay cuốn trôi màu biết đâu tình. Sau chia ly đôi đường, tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào tìm duyên mới, thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chung người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc. Không dài ngồi trên cát nhìn bến đen hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì
rồi mới được nhìn thấy anh Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc đứng chung với nhau như thế này. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, kể từ ngày đầu tiên ấy? Nói chung là sơ sơ cũng 11 năm rồi. Nhưng mà bây giờ sau 11 năm thì cái cảm xúc nó khác nhiều không? Thực sự lúc nãy khi mà Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc thể hiện lại bài hát Vầng Trăng Khóc ở trên sân khấu này, tất cả những cái ánh mắt và những tiếng vỗ tay của khán giả cùng với những âm nhạc đã để lại một cái cảm giác thật sự, nói là Nhật Tinh Anh rỡn da gà, là tại vì thật sự cái cảm giác như 11 năm đã trở lại và tất cả khán giả vẫn yêu thương Vầng Trăng Khóc như ngày nào. Thì hôm nay thì cả hai sẽ là một cái cương vị mới làm ban giám khảo chung với nhau. Hy vọng là sẽ ăn ý giống như là đã từng hát trên sân khấu. Hy vọng là như thế. Trước tiên thì thấy sự ăn ý nó hơi liên quan tới bên đây một chút xíu rồi đó. Trời ơi, tại sao? Tại sao hôm nay chúng ta lại hợp nhau như thế này, từ trên xuống dưới luôn, tới đôi giày luôn đó anh Nhật? Ngày nãy là tình tay ba rồi. Cái điều này mình cũng dễ lý giải thôi, bởi vì họ mượn đồ chung trong một shop đó. Vâng, sẽ để cho anh Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc ngay bây giờ về chiếc ghế của mình. Xin mời. Còn bây giờ, thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay và xin mời quý vị hãy cùng đến với vòng đầu tiên lộ diện. Quý vị khán giả, chúng ta đang cùng đến với chương trình Gia đình Song Ca ở vòng thi đầu tiên lộ diện. Trong vòng thi này thì xin mời quý vị hãy cùng xem những đoạn clip để chúng ta sẽ lần lượt được làm quen với những cặp đôi người chơi. Cặp đôi đầu tiên sẽ là cha và con. Xin mời quý vị hãy cùng xem những hình ảnh giới thiệu về họ nhé. Mọi người đã bao giờ đến với Trà Vinh quê con chưa? Con rất tự hào về nơi con được sinh ra và lớn lên. Con sẽ đưa mọi người về thăm nhà con. Hiện con đang sống cùng ông bà nội và ba con. Con thân với ông nội nhất vì ông rất hiền, chẳng bao giờ la con. Ba thì nghiêm khắc với con hơn, nhưng đó là vì ba muốn dạy bảo con những điều tốt thôi. Tôi tên Trầm Thanh Liêm, hiện nay tôi đang làm điện lạnh tại Trà Vinh. Tôi và vợ đã chia tay nhau. Hiện tại thì bé đang ở với tôi, còn đứa nhỏ thì ở với mẹ. Bây giờ thì tôi cũng là gà trống nuôi con. Mong con lớn khôn, mong cuộc sống vui, mong đời con sẽ được hơn cha. Từ lúc nhỏ thì bé chỉ thích ca hát. Tôi làm thường xuyên, không có gần con nhiều. Thì tôi muốn tạo cái tình cảm cho con của mình gần gũi với mình hơn. Nên tôi đăng ký cho bé thi gia đình song ca, để tình cảm cho con ngày càng gắn bó hơn và thỏa mãn cái niềm đam mê của bé. Chờ lại quê xưa nghe khúc ca tiếng
xin gửi lại đây chúc ân tình và điều lâm thôn của người cha Vinh sống mãi bên đời. Anh Liêm ơi, ngày hôm nay anh đứng trên sân khấu cùng với con trai gia đình của mình, cảm xúc của anh thế nào ạ? Rất là hạnh phúc khi hai cha con được cùng nhau đứng trên sân khấu lớn ca như vậy. Thương ba không? Dạ thương. Có bao giờ con nói với ba là con thương ba không? Yêu ba dữ lắm không? Dạ có. Giờ nói con nghe một câu được không? Nói đi. Con nghèo hả? Con thương ba. Dễ cưng hết sức. Ban giám khảo thấy tiết mục của hai cha con mở màn chương trình ngày hôm nay như thế nào ạ? Mở màn rất là tuyệt vời, hai cha con hát rất là hay, rồi giọng gia đình nó trời, nó lanh lảnh luôn á, giọng con hay mà sáng mà đẹp dễ sợ luôn á, dễ thương á. Giờ sao nhưng để cho điểm cao nhất luôn chứ giờ sao giờ. Cảm ơn cô Khánh Ngọc. Tiết mục này để lại ấn tượng như thế nào với chú Đại Nghĩa ạ? Anh có một cái chất giọng rất là tốt, mà nó có cái chất gì đó nó mộc mạc của cái người dân ở Trà Vinh. Nhưng mà chỉ có điều là lúc mà hai cha con múa đó, thằng bé gia đình á, con múa vô nhịp lắm. Thành 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 thành. Còn anh cứ bị thành 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 rồi mới tới đây. Nó thành 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 rồi mới qua tới đây. Mà dễ thương. Trời ơi, ánh mắt gia đình trời diễn dữ lắm con à, con diễn lúng liếng. Cái mặt lúng liếng. Lúng liếng. Tuy là ba có tí bụng bề như thế nhưng mà cái lại có hai cái chân thương. Chất. Đó là cái chân chất của người Trà Vinh. Cái thứ hai là cái giọng hát của anh rất là trầm ấm, rất là tốt. Có đi về đất Trà Vinh, xin gửi lại đây chúc ân tình và điều lâm thôn của người Trà Vinh sống mãi bên đời. Cảm ơn chú. Cảm ơn ba giám khảo và chúc mừng hai cha con nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với hai chị em Nhật Vi và Thảo Vi. Trước tiên hãy cùng xem một đoạn clip ngay sau đây để cùng làm quen với họ nhé. Tôi là Thảo Vi, một sinh viên sư phạm nhạc năm nhất. Chắc hẳn theo học ngành này, mọi người nghĩ tôi là một cô sinh viên năng động, thích ứng nhanh với môi trường mới. Thực sự, tôi là một cô sinh viên ít cười, ít bạn và luôn khép mình với môi trường mới này. Với tôi, chỉ khi trở về nhà, tôi mới cảm thấy vui và thoải mái nhất. Vì ở nhà có mẹ, được ăn món ngon mẹ nấu. Có cô em gái dễ thương. Em gái lại hoàn toàn khác với tôi về tính cách,
em như một nốt thăng năng động. Em hay cười, em nói nhiều và có rất nhiều bạn. Tuy khác nhau về tính cách, nhưng chị em tôi có một điểm chung, đó là ca hát. Có lẽ vì thích hát nên tôi đã chọn âm nhạc để theo học. Thích hát nên cuối tuần về là hai chị em tôi lại nghêu ngao hát với nhau. Tham gia gia đình song ca, tôi muốn nốt lặng trong tôi sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng. Mọi giới hạn sẽ được gỡ bỏ khi kết hợp song ca cùng với em gái. Một nốt thăng sống động sẽ tạo nên một tình khúc hay. Mọi người hãy đón xem sự kết hợp của hai chị em trên sân khấu nhé. Hai chị em rất là dễ thương. Thấy Nhật Vi có vẻ hơi xúc động phải không? Thấy thương mẹ. Thấy thương mẹ. Còn Thảo Vi thì sao? Dạ, thấy rất là thương mẹ thì mà chất giả với tụi con nhiều. Mẹ hôm nay có đến cổ vũ cho hai chị em dạ, không? Dạ có mẹ.
mẹ cũng đang xúc động. Mẹ thương hai cô con gái. Nhưng mà mẹ ơi, hai cô con gái của mẹ mới tiếp xúc lần đầu đã nhìn thấy là hai cô bé rất là ngoan, rất là dễ thương. Cảm ơn hai chị em với tiết mục này nhé. Hai chị em đã thể hiện như thế nào ạ trong tiết mục này ạ? Xin hỏi ban giám khảo ạ. Đầu tiên khi mà hai con bước ra, cả tiếng cái tiếng mà la la đầu tiên hai tụi con hát chung á, rất là ăn xong. Đúng là giống như trong người gia đình hát chung với nhau một cái là vào ngay lập tức. Khi mà hai chị em đang hát rất là dễ thương rộn rã, vừa nhìn qua mẹ một chút, mẹ vừa rớt một giọt nước mắt là hai chị em trên đây đã bắt đầu là cảm giác là chực chờ nước mắt rồi. Chỉ cần một ánh mắt với nhau thôi là trong gia đình với nhau cũng luôn đem lại những cảm xúc rất là tuyệt vời cho tất cả mọi người ở đây. Xin cảm ơn hai em rất nhiều, rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn anh Nhật Kim Anh. Chị Cẩm Ly ơi, một sự đồng điệu rất là ăn ý với nhau. Nói riêng về cá nhân thì Nhật Vi cái giọng của con còn rất là trẻ con, rất là dễ thương, cho nên lúc nó hát đoạn đầu nữa đó, nó rất dễ thương, nghe rất là dễ thương. Nhưng mà khi chuyển qua giọng của chị Thảo Vi á, khi hát thì em rất là bản lĩnh, và cái giọng của em nó tốt lắm, sắc và nó bén lắm luôn đó. Đôi khi em hát nó vang sáng, bản thân em cảm xúc như thế. Nhưng mà mẹ ở dưới nhìn thấy con mình như thế, chắc là mẹ cảm xúc nhiều hơn và cảm thấy hãnh diện về hai đứa con của mình nữa. Chưa cần biết kết quả như thế nào, chỉ cần mình có cơ hội mình thổ lộ tình cảm của mình với mẹ thôi, hạnh phúc tuyệt đỉnh rồi. Vỗ tay cho hai chị em. Cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn hai chị em. Chúc mừng hai chị em nhé. Thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo sẽ đến từ hai cha con. Họ sẽ mang đến tiết mục gì ngày hôm nay? Xin mời quý vị hãy cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây để biết rõ hơn về hai cha con này nhé. Năm 15 tuổi tôi có đi học lớp ca cổ cái lương ở trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận. Năm 1993 nó mới là đi học nghề may và làm nghề may tới bây giờ. Những lúc rảnh rỗi buổi tối thì hay ngồi trước nhà ca nghêu ngao vậy đó. Thì tình cờ có một cô gái ở xóm đó đi ngang qua nghe được, mới vô hỏi là đây có dạy ca không, cái xin học. Cái thì tôi mới nói là tôi chỉ học ca vậy thôi chứ không có dạy vậy đó. Nhưng mà thôi chị thích á thì đến đây đi, tôi biết gì tôi chỉ cho chị cái đó. Học riết cái ca hay quá cái rồi yêu luôn. Hiện tại thì lớp học ca vẫn hoạt động là 2-4-6 buổi chiều. Những lúc nào mà các cô bác anh chị đang học hát đây mà Lan Tường không có đi học á thì Lan Tường vẫn xuống ngồi nghe, vẫn tham gia rồi cũng hát theo. Ba con hát đờn ca tài tử hay lắm nhưng lại không được sự ủng hộ của bà nội. Không theo được nghiệp hát chính thức, ba con cũng chọn cho mình một con đường khác để thỏa niềm đam mê ca hát. Mỗi tối, ba và mẹ con có đi biểu diễn ở quán cà phê hát với nhau. Và thỉnh thoảng con cũng được ba mẹ cho đi theo để biểu diễn. Giờ đây, bà nội con rất thích con đi hát. Vì mỗi lần con đi thi hát ở đâu về, có giải là con khoe với bà nội liền. Gia đình song ca là cơ hội để con và ba song ca trên một sân khấu lớn, cũng như là một món quà lớn của hai ba con dành tặng cho bà nội. Hay giống tiếng bé hay vậy cả.
Ủa? Nói. Bé hai, con về rồi. Cha mẹ con đâu, đi mình về lẹ. Dạ, tại Tết ba mẹ con bán tập quá đắt lắm nên mùng hai mới về. Nhớ ông bà nội quá chừng luôn. Bà nội ơi, bà nội, bà nội đâu không? Bà nội đang vô nước biển bên trạm xá bên sông á. Bà nội bệnh. Bà nội bệnh gì vậy ông? Bà nội đỡ nhiều rồi, không có sao đâu con. Bà nội bệnh á. Vậy mà sao sáng hôm nay cha con điện thoại để nói lại nhau cha con. Nội con nói năm nay ông bà nội quen nhiều và đông đó điện vui con cháu nó yên tâm. Nhưng con về đến nơi á thì không phải là như vậy. Bà thì bệnh đau còn ông mà nơi quê nhà ông bà luôn mong đợi được sum họp cháu con. Đừng có buồn nữa nha nội. Có con về là ông bà vui lắm rồi. Thôi con đem quà vô nhà đi. Dạ. Rồi con ông đưa con xuống xuồng này qua sông thăm bà nội nghe không? Dạ. Lẹ lên đi con. Hôm nay về quê hương nhớ lại chúa ngài mến thương. Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn, đi qua con sông qua cánh đồng phúc về chạnh lòng vàng bầu xanh mưa bị đơm bông.
ngoài ruộng sâu lúa trổ đồng đồng. Văn Tùng, bé Lan Tường xin kính chào ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị kính mến. Xin chào hai cha con ạ. Dễ thương quá ba, nhưng mà ngày hôm nay thì ba lại hóa thân thành ông nội với những cái tình huống, những câu thoại nó rất là đời thường, không có thấy một miếng diễn nào hết trơn á. Mà con nữa, con cũng quá sức là tự nhiên luôn, thiệt tình luôn á, bái phục hai cha con quá giỏi. Bây giờ là cô Ốc cũng chỉ mong rằng là sẽ có những lời khen từ ban giám khảo dành cho hai cha con trong tiết mục này thôi. Cô Khánh Ngọc thấy sao ạ? Cảm thấy rất là hâm mộ con gái, là Lan Tường mới nhỏ nhưng mà có nghĩa là hát đâu dính đó, hát vô nhịp vô, trời trúng quá trời trúng. Bản thân cô còn phải học hỏi ở con. Xin chúc mừng hai cha con ạ. Cảm ơn cô Khánh Ngọc. Tiết mục này để lại ấn tượng như thế nào với chú Đại Nghĩa ạ? Từ cách anh hóa trang, bộ trang phục, cái cách vấn khăn trên đầu, rồi cái cách anh thoại lời của nhân vật ông nội, nó không có phải như là một người nghệ sĩ cải lương quá chuyên nghiệp, nhưng mà nó cũng không có phải là giống như là một người bình thường đang tập tành học diễn hoặc là học ca. Con gái cũng diễn rất là hồn nhiên, đúng với cái lứa tuổi của con. Có lẽ là con cũng còn bé, mới 11, 12 tuổi thôi, cho nên cái làn hơi của con nó chưa có phải là chắc chắn lắm. Nhưng mà ở độ tuổi như con mà có được cái khả năng này cũng như là cái niềm đam mê với bộ môn cải lương thì đã là một cái điều rất đáng quý, đáng trân trọng rồi. Xin cảm ơn hai cha con đã mang đến tiết mục này ngày hôm nay. Cảm ơn ban giám khảo và cũng cảm ơn hai cha con đã mang đến tiết mục này nhé. Thưa quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi tiếp theo, họ là mẹ và con. Xin mời quý vị hãy cùng xem đoạn clip ngay sau đây để cùng làm quen với họ nhé. Con là Ứng Toàn, đây là quê hương Tiền Giang của con. Và đây là nhà của con, nơi đây luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Còn đây là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của ba và con. Người ấy chính là mẹ của con đó. Mẹ luôn là người chăm sóc cho cả gia đình. Tuy bận rộn, nhưng lúc nào mẹ cũng dành thời gian cho đam mê đặc biệt của mẹ, đó chính là ca hát. Tôi là Trần Thị Vân Nga, tôi đến từ tỉnh Tiền Giang. Từ nhỏ tôi đã có sự đam mê ca hát, nhưng gia đình không có điều kiện để cho tôi đi học. Tôi chỉ nghe và hát theo qua những đài và tivi. Khi lớn lên thì tôi vào quân đội, nên khi được công tác tại đơn vị thì cơ quan cũng tạo điều kiện để cho tôi tham gia các chương trình văn nghệ của cơ quan, nên từ đó thì lòng đam mê của tôi nuôi dưỡng tới bây giờ. Và mình cùng hát lên đầu lời tha, cùng hát lên đầu lời. Để tham gia chương trình Gia Đình Song Ca, con với mẹ đã ký một hợp đồng ca hát, tại vì hai người với hai giọng nhạc khác nhau. Mẹ thì mê hát dân ca, còn con thì thích hát nhạc trẻ, mà để chiến thắng thì hai người phải hòa hợp với nhau. Vì thế, con quyết định hát dân ca cùng với mẹ, làm nền để cho mẹ tỏa sáng trong cuộc thi này. Mẹ ơi, lần này hai mẹ con mình sẽ cùng đứng chung một sân khấu. Con sẽ giúp mẹ thực hiện giấc mơ còn dang dở lúc còn trẻ của mẹ. Mẹ nhé! Xa đứng đón con tan trường về mẹ con.
À, mẹ ơi, mẹ có nói rằng là mẹ rất là mê ca hát, mê dữ lắm á. Thì bữa nay được đứng trên sân khấu rồi, được hát rồi, cảm giác của mẹ sao ạ? Khi được mời tham gia chương trình thì hai mẹ con rất là hăng say để chuẩn bị đi thi. Nhưng mà có cái là quá trời rung à. Tại vì chưa bao giờ là được hát chung với con, thì chỉ hát karaoke ở nhà thôi chứ chưa bao giờ đứng trên sân khấu mà to lớn như vậy, nên rất là hồi hộp. Mẹ nói là mẹ hơi rung, hồi hộp nữa, còn con sao? Dạ, không, con không hồi hộp nhưng mà con rung thôi. Hồi hộp với rung là hai khái niệm khác nhau. Nhưng mà bây giờ mẹ cứ bình tĩnh đi, không sao hết, mọi cái đã qua hết rồi. Hai mẹ con nó làm rất là dễ thương trong cái bài hát này. Bài này là đây, phải hỏi đây, đây bài của chị ấy. Thấy hai mẹ con ở nhà tập quá trời luôn, hát karaoke dữ lắm. Nhưng mà cô Ly có thắc mắc một tí xíu ha. Con hát nhạc gì là hay nhất đối với con nè? Thích thì con hát nhạc trẻ hơn. Nhưng mà con nói thích hát nhạc trẻ hơn. Con hát này con chiều mẹ, nhưng mà thật ra cô thấy con hát dân ca hay lắm đó. Giọng con hát rất là hay dân ca nha. Mà con ra sân khấu á, phong cách con đỉnh đạt lắm. Từ cái áo con mặc, con cài cao cổ ha, rồi đến mái tóc con trẻ ra ha, 73 ha, rồi tới cái gương mặt con lúc con hát á, khi con cười á thì cái gương mặt con rất là trẻ con, dễ thương lắm, nhưng mà khi con hát á, con biểu cảm cái gương mặt con nhíu mày, con nhăn như nè, trời. Tức là thấy ảnh trẻ con nhưng mà nó kỳ lắm, nó trẻ con người lớn mà cũng không phải người lớn, mà nói chung là người lớn trẻ con. Thôi thì hy vọng hai mẹ con sẽ được có cơ hội đi tiếp đi, để mình sẽ được nghe thêm những bài hát hay khác từ hai mẹ con. Cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn hai mẹ con nha. Chúng ta sẽ cùng làm quen với cặp đôi người chơi cuối cùng ngày hôm nay. Họ là hai cha con. Không biết là câu chuyện của họ ngày hôm nay sẽ như thế nào đây nhỉ? Hãy cùng xem nhé. Từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc và đạt được giải thưởng lớn, cô bé có giọng hát nội lực, khuôn mặt thanh tú, lanh lợi, Mai Anh vẫn luôn nhờ quân sư ba gợi ý mỗi khi tham gia văn nghệ hay thi bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào. Tôi là Hoàng Sơn, năm nay được 42 tuổi. Bé mẹ ảnh hay chọn tôi làm dạng như là quân sư để mà hướng dẫn cho bé. Con luôn luôn hỏi ý kiến ba để ba gợi ý cho con những cái bài hát mỗi khi mà con tham gia một cái chương trình nào đó về âm nhạc. Không, con phải hát cái chỗ mà ông bà dạy ba lớn lên, con hát hai lời cho ba hát cho con nghe nè. Ông bà dạy ba lớn lên, lớn lên. Ba cũng rất là yêu thương con, nhưng ba làm nghề lái xe hay đi xa nhà, nên là con với ba cũng không có nhiều thời gian mà nói chuyện với nhau nhiều. Rồi cũng nghe bé nói thì bé cũng chưa có thân gần gũi ba nhiều hơn, thì sắp tới sẽ có một chương trình gia đình sông ca đó, thì hai chị con sẽ cố gắng gần gũi hơn và cùng tập luyện với nhau để cho nó tốt hơn thôi, thì sẽ cố gắng sẽ cho cái tình cha con nó gắn kết hơn nữa. Ba ơi, hai cha con mình cùng tham gia chương trình gia đình sông ca nhé. Con cùng ba sẽ cố gắng để thể hiện thật tốt phần trình diễn của hai cha con mình nha. Yeah. Ngàn đơn bên ước mơ.
sẽ sống đi tô thắm non sông. Mãi ghi mãi lời bạn trái tim mãi hồng tươi đời thầy những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Hai cha con ạ, à, một công trường xây dựng vừa được mở ra trên sân khấu này rất là đáng yêu. Hai cha con, ngày hôm nay khi mà ba đứng ở đây rồi ba hát như vậy, rồi nghĩ tới cuộc sống rồi công việc của mình thì cảm xúc của ba thế nào ạ? À? Tôi làm cái nghề mà lái xe vận chuyển hàng hóa nên là cũng rất là thích hát ca hát, nhưng mà lần đầu tiên hôm nay đứng trên một cái sân khấu như thế này không có gì mà rung bằng mà đứng trên đây mà hát. Thử ai lên đứng hát đi rồi biết. Mà em không hề thấy luôn á, em không hề thấy anh hát anh rung luôn á, em thấy anh rất là tự nhiên và hát rất là hay mà. Mà phải công nhận rằng những cái người làm công việc nhanh á là những người rất là có duyên, tại vì nhiều khi công việc mình đi nhiều nơi, mình tiếp xúc nhiều người, tập cho mình một cái sự dạn dày, một cái sự mà sương gió phong trần á, rất là hóm hỉnh duyên dáng. Mà khi hai ba con mà cất cái tiếng hát đầu tiên lên, thật sự là nhìn tin anh là nổi hết cả da gà. Đôi bồ câu đang bay về hướng, anh cùng em đi xa công trường. Tại vì cái âm thanh nó quá hòa quyện, quá lớn, vang nhất là bé. Đúng là một, có thể nói là một thần đồng về âm nhạc. Còn ba thì hỗ trợ cho bé rất là nhiều trong cái bài hát này. Cả hai ba con có một tiết ngực quá xuất sắc. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Thưa quý vị khán giả, như vậy là năm cặp đôi người chơi của chúng ta đã thể hiện xong phần thi của họ trong vòng đầu tiên. Hãy cùng dành một chút thời gian để ban giám khảo có thể tổng kết điểm số. Quý vị hãy thư giãn nhé và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Năm cặp đôi trong gia đình song ca hôm nay đã được khán giả đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Mở màn là điệu Lâm Thôn Trà Vinh với sự thể hiện dễ thương của hai cha con Thanh Liêm, Gia Định. Hai chị em Nhật Vi, Thảo Vi khiến mọi người không kìm được nước mắt trong bài hát Nói Về Mẹ. Với hoạt cảnh cha mẹ và quê hương, hai cha con Văn Tùng và Lan Tường đã thành công đem nghệ thuật đờn ca tài tử đến với công chúng. Tiếp theo, hai mẹ con Vân Nga, Ứng Toàn đã dùng bài hát của thần tượng Cẩm Ly, Sầu Đâu Quê Ngoại biểu diễn thuyết phục giám khảo. Bằng sự ăn ý của người một nhà, hai cha con Hoàng Sơn, Mai Anh khoe giọng cao vút trong bài hát Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca. Ba cặp đôi gia đình nào sẽ cùng gia đình song ca bước tiếp vào vòng chinh phục? Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem nhé! Các gia đình của chúng ta đã có mặt trên sân khấu rồi ạ. Và bây giờ sẽ là điểm số mà ban giám khảo dành tặng cho các cặp đôi người chơi. Đã hiện ra và 27 và 27,5 chính là hai số điểm thấp hơn một chút so với những số điểm còn lại. Và hai điểm số này thuộc về hai mẹ con, mẹ Vân Nga và bé Ứng Toàn cùng hai chị em Nhật Vi và Thảo Vi. À, xin được chúc mừng ba gia đình còn lại vì chúng ta đã được lựa chọn để đi tiếp ạ. Cũng thực sự rất là tiếc khi phải chia tay với hai gia đình đang đứng ở đây. Và em xin được đại diện chương trình sẽ có một chút quà gửi đến hai gia đình mình ạ. Thương từ chương trình Gia Đình Song Ca xin gửi đến hai mẹ con. Và đây sẽ là kỷ niệm từ chương trình Gia Đình Song Ca gửi đến hai chị em Thảo Vi và Nhật Vi. Hai mẹ con giành được số điểm 27 trong vòng thi đầu tiên và họ sẽ nhận được phần thưởng trị giá 2.700.000 đồng. Xin gửi đến hai mẹ con. Và tương ứng với điểm số 27,5 sẽ là phần quà trị giá 2.750.000 đồng và xin được gửi đến hai chị em. Xin được cảm ơn hai gia đình đã đến đây ngày hôm nay ạ. Xin chào ạ.
quý vị khán giả, như vậy là vòng thi đầu tiên của chúng ta cũng đã khép lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với ba cặp đôi người chơi được lựa chọn đi tiếp đến với vòng tiếp theo. Và vòng tiếp theo của chúng ta được mang tên Chinh Phục. Mami, mì trẻ em ngon nhất Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Quý vị khán giả đang đến với vòng thi tiếp theo, vòng chinh phục. Ở vòng này thì nhiệm vụ của các cặp đôi người chơi sẽ phải chinh phục ban giám khảo, làm sao để có được những số điểm cao nhất. Và chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của hai cha con, bé Gia Định và anh Thanh Liêm. Tình con người bao đời đuổi ta cũng lớn.
mừng hai cha con đã hoàn thành phần thi của mình ở vòng thứ hai. Gia đình, cô nói thiệt với con á, con làm gì cũng thấy thương á, thấy cưng hết á. Hồi nãy ngồi ở đó thì tôi không biết là lúc mà rời khỏi cái cầu sẽ rời bằng cách nào, tôi còn nghĩ không lấy nhảy xuống không được. Tại vì cũng là mô tả là cái cầu phía dưới là nước thì phải đứng lên cầu chứ, mà sao tôi thấy đứng lên thật ra khó quá, thấy ba kéo hoài mới lên. Và bây giờ mình sẽ nghe ban giám khảo nhận xét về tiết mục của hai cha con hen. Trời ơi, thiệt cái dễ thương nghe giờ luôn, con không biết sao con có ấn tượng với con rất là nhiều. Giờ con làm gì cô cũng thấy nó dễ thương á. Hồi nãy con hát xét cái câu đầu cô cũng thấy dễ thương nữa. Giờ ổng ngồi cái cầu cái ổng ghét đá chân nữa. Sau đi xuống nói chung là hai cha con có cái sự, có nghĩa là tính toán đến khúc nào là phải ẩm lên rồi sao, tới câu nào là sẽ về chỗ lại. Đúng rồi, rất là dễ thương. Nồi riêng mà đung đưa chân là thấy cưng rồi. Đó, ra là chúc mừng cho tiết mục của hai ba con nhé. Cái tiết mục này nè, mình thấy cái tình trong đó, cái tình của người cha dành cho con á. Bởi vì á, nhìn anh Liêm vậy nè thì mình biết là nào giờ ảnh không có bén mảng gì tới nghệ thuật hết trơn á, nhưng mà vì con trai đến đây thi hát cùng với con trai lên sân khấu dạng dị lắm, nhưng mà anh lên anh rụt rè, anh e ngại, anh mắc cỡ. Mà chính vì hình ảnh một cái người đàn ông cứ lóng ngóng lúng túng và vụng về bên cạnh người con trai của mình như vậy nó mới đáng yêu. Từ ngày tháng không gian ngăn mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian lao, đời dần mà phai áo, tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Mình nhìn thấy nó trang chứa một cái tình cảm của một người cha dành cho con của mình khi đến với chương trình Gia đình Song Ca. Cảm ơn hai ba con nhiều nha. Cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng hai cha con nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chào đón sự trở lại của một gia đình yêu mến bộ môn đờn ca tài tử. Và ba Văn Tùng cùng với con gái Lan Tường sẽ mang đến tiết mục như thế nào đây? Hãy cùng chờ xem nhé. Quá. Ủa ba, sao ba nói tàn tiệc cưới ba mới về? Trời, đám cưới hôm qua mà ba tưởng bữa nay. Làm ba hớ cái quá mạng, ba tới người ta ăn đám cưới xong hết trơn hôm qua rồi. Mà bữa hổm ba sáng tác cho con 8 câu sàn xê mà tự hào di sản hồn quê, ba dạy con bữa nay con thuộc chưa nè? Dạ, thuộc rồi. Thuộc rồi thì ba với con tập đi được cái mình đăng ký Gia đình Song Ca. Dạ. Nào, vô lấy cái đàn thùng ra đây cho ba. Dạ. Nay đất nước an vui.
thêm một nghệ thuật vinh danh, càng tự hào cho dân tộc Việt anh hùng. Một đất nước giàu nghĩa tình, yêu chuộng hòa bình nhưng trái lắm phong ba. Nay đoàn ca tài tử rạng danh, các bậc tiền bối nghệ nhân xin an lòng đừng lo ngại. Nay con hát hay, ba khen tiếng ba cả dở hơn con rồi. Thôi giờ ca hay quá, ba thưởng ha. Yeah. Giờ mà cha con mình ăn phở ha. Yeah. Rồi con vô bếp, con ba lấy hai gói phở xé bỏ vô tô, bắt nước sôi đổ vô ha, để cạnh kính lại mềm mới ngon. Ủa chứ không phải mình đi. Đi đâu? Trời ơi, ba hết tiền đi đám cưới, hết tiền mai ba mới lãnh lương. Nghe không? Ba làm con mừng học. Trời ơi, hai cha con đầu tư quá à. Ban giám khảo sẽ đánh giá như thế nào? Cô Cẩm Ly, ở trong những cái bài thi của anh á, em thích có một điều lồng ghép ở trong đó, có những cái điều răn dạy. Nó rất là hay, nó khiến mình phải nhiều khi phải suy ngẫm lại vấn đề đó. Cha con làm ok hết á. Lúc nào không phải hát đơn thuần mà cũng phải có những cái diễn rất là đời trong đấy. Nếu mà anh và bé đã vào được vòng trong, em muốn thấy một cái gì đó nó thật sự nó bứt phá đặc sắc tí xíu, để cho em thấy nó có cái sự khác biệt ở các vòng. Chúc mừng hai cha con nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chào đón cặp đôi thứ ba trong vòng thi thứ hai, vẫn là hai cha con, ba Hoàng Sơn và con gái Mai Anh. Hãy cùng cổ vũ cho họ nhé. Giờ làng quê ta băn qua mà suối đèo đồi nương, mà xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, chưa tiếng bơm cao đàn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Tìm vui lớn to lắm trên quê ta, đi thông đường mình nhìn chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, kinh cao mây vờn đã cùng em từng đêm tuấn tròn. Nỗi tim những mảnh đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương, tay lái mang tình em đảm đang. Xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mơ hồi, đường quê em đưa như thôi dệt bao ân tình. Đừng ngờ đèn rằng roi lửa soi, để em đi thông đường kề gà rừng bằng cây cối nương, vượt đèo ngàn đau bàn ơi. Dù sẽ chạy đến mà chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình nghĩa em, vì miền Nam bao yêu thương. Đi thôi tung đưa người chuyến xe qua, qua chung tay lái em đã lớp cao ngày em trên tuyến trên đường tiền phu đã bấy gọi, mà quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào trên người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là nghĩa tử phụ lấy giá gương. Đây tình đã bao nghĩa bắc thương nhau, ta nào có quảng chi. Hỡi cô gái trên đất Lam Hồng, với bàn tay em rời nó mà lắm điền. Dù xe chạy đêm mà chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình gian nan đi thông đường để chuyến xe qua. Dọn nhẹ tay lái tiếng hát nước ca chào quê hương Lam Hồng. Ơi à ơi à ơi à ơi à ơi à ơi à. Chúc mừng hai cha con đã hoàn thành phần thi của mình ở vòng thứ hai. Hai cha con đã chọn một cái màu sắc rất là khác biệt tại vòng thứ hai này. Bé Mai Anh, con đang bệnh mà con hát vậy hả?
hát cái bài này là cô biết là phải nội lực dữ lắm, phải khỏe dữ lắm nó mới hát được. Dạ thì con cũng cố gắng hết sức để hát bài này. Thật sự là trong cuộc đời ca hát của cô á, cô cũng hay thể hiện ca khúc Nhạc Cách Mạng mà cô chưa bao giờ dám đụng đến bài này. Tại vì bài này thứ nhất là nó vừa khó, kỹ thuật cao mà tiết tấu rất là nhanh, hát lạng quạng là bị chạy nhịp liền. Mà cô thấy là một cô bé nhỏ không biết là chiều lòng ba hay sao. Này, ba chiều lòng con hay là con chiều lòng ba? Dạ, cái này là ba chọn tại vì ba thích dòng nhạc này, với lại ba rất là thích bài này. Thử thách bé rất là cao. Dạ, vậy em chưa dám hát luôn á. Em thấy được là ở bé có một cái nội lực thâm hậu. Hai cha con là nội công thâm hậu phải không? Cảm ơn ba giám khảo và cảm ơn hai cha con. Vậy là ba cặp đôi cha và con đã hoàn thành phần thi của họ ở vòng thi thứ hai. Quý vị ơi hãy cùng thư giãn nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với điểm số từ ban giám khảo. Họ đã trở lại sân khấu rồi đây. Và bây giờ sẽ là điểm số mà ban giám khảo dành tặng cho các cặp đôi người chơi. Chênh lệch đúng 0,5 điểm mà thôi. Và như vậy là chúng ta sẽ tạm biệt hai cha con, ba Văn Tùng và con gái Lan Tường. Và em cũng xin được chúc mừng hai gia đình còn lại. Một chút kỷ niệm từ chương trình Gia Đình Song Ca xin gửi đến hai cha con nha. Điểm tổng của ba Văn Tùng và con gái Lan Tường ở vòng thứ hai là 61 điểm. Và họ sẽ nhận được phần thưởng trị giá 6.100.000 đồng. Cảm ơn hai cha con ạ. Và hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Qua hai phần thi tại vòng lộ diện và chinh phục, hai ba con Văn Tùng, Lan Tường đã truyền tải được niềm đam mê và nhiệt huyết với âm nhạc dân tộc. Xin chúc cho niềm đam mê đó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ gia đình và lan tỏa tới nhiều khán giả hơn nữa. Quý vị khán giả, như vậy là vòng thi thứ hai chinh phục cũng đã khép lại tại đây và chúng ta sẽ cùng chào đón hai cặp đôi còn lại đến với vòng thứ ba, vòng tỏa sáng. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé. Và chúng ta sẽ cùng chào đón cũng như cổ vũ cho cặp đôi hai cha con, bé Gia Định và ba Thanh Liêm.
Ba đang nói gì con vậy ba? Gì mà quên cái ao hả? Hay gì vậy? Quên cái ao sao? Dạ chứ nếu đúng mà ra thì phải làm sao anh? Quay một vòng. Trời ơi! Cái này là đánh đòn con được với gia đình. Ba nhớ bài mà con không nhớ là đánh đòn con. Cái ao đẹp như vậy đó mà quên. Hàng chi nói quay qua, quên cái ao. Anh thật thà vậy thôi chứ lẽ ra anh không nói là mình đâu có biết đâu đúng không? Trời ơi, sao quên vậy? Sao trong bài cô thấy con múa quá trời luôn á. Trước đó là thấy ba múa không có bằng con, ba quơ mà. Nhưng mà bù lại ba có sáng tạo, ba có chỉ. Chiêm kìa con. Trời ơi, thấy thương quá à. Xin hỏi ban giám khảo là vòng thứ ba này hai cha con đã thể hiện thế nào ạ? Khánh Ngọc vẫn giữ quan điểm là rất là cưng cái cặp này. Mình thấy được cái sự gắn kết của hai cha con. Người cha có thể là có những cái động tác vụng về nhưng mà cũng cố gắng để múa theo con. Trong những cái vụng về đó phát lên một cái sự gọi là sự hy sinh của người cha dành cho đứa con. Mà Ngọc rất là mê cặp này. Và ngày hôm nay trong cái tiết mục ở vòng 3 em thấy là cả hai hát tốt hơn ở vòng 2. Cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng hai cha con nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay. Và hãy cùng chào đón hai cha con, ba Hoàng Sơn và con gái Mai Anh. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Nhà sàn yên vui.
đã sống cuộc sống nghiêng mình, ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy hồn người sắc lay. Ôi sát cờ lấy yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha bi. Tôi yêu cha bi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha bi chợ thấy đau lòng về một giấc mơ. Ôi cha bi, ôi sát cờ lấy yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha bi. Say thì lên núi nghe đàn cha bi. Tôi yêu cha bi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha bi chợt thấy đau lòng về một giấc mơ. Ôi cha bi, ôi sát cờ lấy yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha bi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha bi. Tôi yêu cha bi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi yêu cha bi chợ thấy đau lòng về một giấc mơ. Ôi cha bi. Ở vòng thứ 3. Giờ cảm giác của ba khi đã vượt qua 3 vòng nó như thế nào ạ? Nó thoải mái rồi. Thật sự là rất cảm ơn chương trình. Thực sự hôm nay là cái tiết mục cuối cùng được lên vào cái vòng này mà đứng lên hát cái bài này, thực sự rất là vui, rất là cảm ơn. Xin thành cảm ơn. Giám khảo khách mời của chúng ta thấy hai cha con thể hiện ở vòng thứ 3 này có khá hơn mà có tốt hơn không ạ? Đây là ca khúc mà trong 3 vòng mà Ngọc thấy là tuyệt vời nhất. Cái âm thanh khi mà phát ra của hai ba con rất là đã. Ôi sát cờ lấy yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha bi. Chỉ có một chút xíu thôi, tức là ở cái phần cuối đôi khi mình hát mình thả tâm hồn nhưng mà sợ nó sẽ bay đâu đó, nó không trở về với mình. Nhưng mà cái đó Nhật Tân cũng sẽ châm trước cho anh. Không vấn đề gì, tại vì trong bài hai cha con hát quá tuyệt vời. Số 1. Yes. Cái đó mình cũng dễ hiểu thôi. Tại vì mình không phải là một người chuyên nghiệp. Nhưng mà trong cái bài hát này em có cảm giác như anh thích bài ca khúc này lắm. Anh đắm chìm, anh say đắm trong cái bài hát. Và khi cái đoạn cuối khi hết bài rồi, dường như là em thấy anh có một khoảng lặng, đứng ngay người ra một hồi giống như nó choàng tỉnh vậy. Nên em cảm thấy cái phần hồn ở trong đó rất là nhiều. Còn tới vòng này mới thấy được mấy anh. Con hát cái vòng này á, chữ đồ cô nghe nó cũng rõ ràng hơn, giọng con nó thoát trở lại là của mấy anh mà cô đã từng biết rồi, đúng không? Là tốt, giọng tốt, rất là mạnh. Cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng hai cha con nhé.
Vậy là các tiết mục của chúng ta cũng đã khép lại đêm thi ngày hôm nay, nhưng sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất để chúng ta biết được phần bình chọn của quý vị khán giả cũng như điểm số của ban giám khảo dành cho hai cặp đôi sẽ là bao nhiêu. Quý vị khán giả ơi, thư giãn một lúc nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại và mang theo phần quan trọng nhất. Hai người cha cùng với hai đứa con, một trai một gái của mình đã trở lại sân khấu rồi. Hình ảnh thật là đáng yêu, hai bộ trang phục thật đẹp. Với vòng thứ ba này thì đánh giá chung dành cho cả hai cặp đôi của chúng ta như thế nào ạ? Xin mời Khánh Ngọc. Theo Ngọc thấy thì rõ ràng là ở vòng ba phong độ cả hai gia đình vượt trội hơn rất là nhiều, cho nên là cảm thấy Ngọc cảm thấy rất là hài lòng trong cái vòng tỏa sáng như thế này. Xin chúc mừng cả hai gia đình nữa. Và bây giờ sẽ là điểm số của ban giám khảo dành cho hai cặp đôi người chơi của chúng ta. Cái vòng cuối cùng này thì với cái bài hát mà đã được chọn rất là chính xác như thế này, đã phô diễn được giọng ca của hai bố con của Mai Anh. Vì vậy người ta xin cho hai ba con 10 điểm. Điểm số từ giám khảo Khánh Ngọc 9,5. Điểm số của giám khảo Cẩm Ly, xin mời chị. 9,5. Số điểm của giám khảo Đại Nghĩa 9 điểm. Bây giờ sẽ là điểm số từ ban giám khảo dành cho hai cha con, bé Gia Định và ba Thanh Liêm. Hai ba con Gia Định và Thanh Liêm cực kỳ đáng yêu và dễ thương. Bé thì thôi yêu quá rồi, bố thì luôn ủng hộ kế bên con trai. Nhưng mà chúng ta vẫn có một chút cái nho nhỏ, cái trông trên chút xíu thôi. Vậy người ta xin cho 9,5. Điểm số từ giám khảo Khánh Ngọc. Ngọc xin cho điểm của bé Gia Định và anh Thanh Liêm 9,5. Điểm số của giám khảo Cẩm Ly 9,5. Số điểm của giám khảo Đại Nghĩa 9,5. Cảm ơn ban giám khảo. Chúng ta sẽ cùng đến với điểm tổng dành cho hai cặp đôi người chơi. Họ bằng nhau với điểm số là 38 điểm. Vậy thì bây giờ đã đến lúc khán giả sẽ thể hiện quyền lực của mình rồi. Và thời gian bình chọn của khán giả bắt đầu. Của chúng ta, họ đã rất là nỗ lực và cố gắng trong đêm thi ngày hôm nay, và cũng hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ hết mình cho những cặp đôi đến với chương trình Gia Đình Song Ca bằng cách rất đơn giản, chỉ cần nhớ giờ phát sóng của chương trình để luôn theo dõi 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Gia Đình Song Ca do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Giải trí Sắc Màu Color Entertainment thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình này nó thật sự quá nhân văn và nó quá hay. Gia Đình Song Ca hòa chung giọng hát.
gắn kết yêu thương. Mời quý vị đón xem tập 14 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi VPMilk, nhãn hàng IQ Lacro, vì ngon bé nào cũng thích. Gia đình song ca, nơi gia đình chúng ta kết hợp để tạo nên sự khác biệt. Gia đình song ca, gia đình song ca, nơi chúng ta thể hiện ca hát và có những trận chiến quyết liệt. Gia đình song ca, gia đình song ca, nơi gia đình chúng ta kết hợp để tạo nên sự khác biệt. Gia đình song ca, gia đình song ca, nơi chúng ta thể hiện ca hát và có những trận chiến quyết liệt.